Thưa quý vị, gần 20 năm công tác, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Minh Thùy, nhân viên chăn thư lưu trữ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng, không ngừng phấn đấu rèn luyện vượt lên những khó khăn vất vả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sinh ra và lớn lên ở xã Thành Phước, huyện Thạnh Hóa. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp dân thư lưu trữ, chị Thùy viết đơn tình nguyện xin vào công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Hưng cho đến nay. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thùy còn là người vợ đảm đang, giỏi việc nhà. Ngày đầu vào đơn vị công tác, tôi cũng đã gặp nhiều bỡ ngỡ vì ở môi trường mới, công việc mới. Do đó bản thân cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng qua quá trình học tập và công tác tại đơn vị, tôi luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng, sự chia sẻ, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội cùng ủng hộ của gia đình. Dù có khó khăn, phải trải qua những khó khăn vất vả, nhưng tôi cũng đã cố gắng. Với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc, gần 20 năm làm công tác dân thư lưu trữ của Ban Chỉ huy quân sự huyện, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thùy luôn kịp thời tham mưu với chỉ huy đơn vị, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Cũng nhận thấy đồng chí làm việc với cái tinh thần trách nhiệm cao, sắp xếp cái công việc một cách khoa học, ngăn nắp, nhận chuyển lưu trữ các hệ thống văn bản đúng theo cái quy định. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng đã tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cái nhiệm vụ bảo đảm được cái theo cái kế hoạch đề ra. Với những nỗ lực và cố gắng không ngừng trong công việc cũng như trong cuộc sống, thời gian qua, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thùy được chỉ huy đơn vị và tập thể, đồng chí, đồng đội ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2015-2022, chị Thùy được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vì đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng.